Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi một cái món đồ chơi của mình. Hiện tại nó chỉ là đồ chơi thôi, nhưng mà trong tương lai người ta sẽ áp dụng nó, sử dụng trong rất là nhiều việc đấy. Mình đang đi về phía gara để lấy cái món đồ chơi đó. Đây, mình bỏ rất là nhiều thứ trong này. Đây cái nhà kho của mình rất là bề bộn. Ok, drone DJI Phantom 4 Pro. Để mà bay mấy cái này á, mình phải đi xa một tí xíu, chứ ở nơi đông người thì mình không được phép bay. Đây là quy định của nước Úc đó vậy. Chả sao cả, mình chỉ khó đi xa tí xíu thôi. Ai, đi luật thôi mà. Sẵn sàng nha. Bên này mình sẽ đi đến một cái khu đô thị mới để coi nước Úc họ xây nhà như thế nào nhé. Nó khác với Việt Nam nhiều lắm. Nhà giống như trên đồ chơi Lego vậy đó. Coi như thế nào nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái này. Cũng ngon đó. Bây giờ mình đang ở Khoi Khúc. Thì nơi đây là một cái vùng ở miền Tây, và họ đang quy hoạch một cái vùng khu đô thị mới, cho nên rất là nhiều cái nhà mẫu ở đây và rất là nhiều cái nhà người ta đang xây. Cho mình tới đây thì mình sẽ coi được cái nhiều hơn. Một cái nhà ngôi nhà mà đặc trưng của bên Úc bây giờ họ xây như thế này đây. Giờ mình sẽ tới gần mình coi nha. Thì như các bạn thấy á, là họ sẽ xây cái nền bằng bê tông, họ đổ bê tông. Sau đó là ở trên họ sẽ dựng khung gỗ. Nhà bên đây là đa phần là họ sử dụng khung bằng gỗ không à, chứ không có phải là giống như Việt Nam mình là cứ đổ bê tông cốt thép. Và thậm chí là bây giờ họ dựng theo kiểu công nghiệp luôn. Nghĩa là họ sau khi thiết kế thì cái người kỹ sư đó họ sẽ đưa cái bài thiết kế cho một cái nhà máy. Thì những cái nhà máy này họ chuyên đóng khung gỗ, họ đóng thành mỗi khung như thế này, đóng hết là bên này cái người để chuyên mà ráp cái khung nhà họ gọi là carpenter, nghĩa là cái người thợ mộc. Họ sẽ ráp lại thành cái nhà, thành cái khung. Rồi sau khi mà ráp thành cái khung hoàn chỉnh, gần hoàn chỉnh như thế này á, thì coi như là xong cái nhà rồi. À mà trước khi mà họ xây á thì họ phải làm đường ống nước trước. Họ đào những cái đường ống nước. Họ đào những cái đường ống nước như thế này. Đó, nghĩa là họ đào cái đường ống nước trước, sau đó họ mới đổ bê tông. Thì khi mà đổ bê tông lên, các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái đường ống nước những cái đường ống nước bên trong là họ đã làm từ trước rồi, sau đó họ mới đổ bê tông lên. Tại vì khi mà đổ bê tông rồi là đâu có làm gì được nữa. Là coi như cái phần nền, như cái nhà này coi như là xong rồi đó. Là họ chỉ cần làm như vậy thôi là họ đã gần như xong, nghĩa là họ chừa lại những cái ô như thế này là ô cửa chính nè. Rồi còn những cái ô như thế này là cửa sổ. Chúng ta qua thử bên này coi có cái gì. À đây này. Sau khi mà những cái khung nền xong á, thì bắt đầu người ta sẽ lót gạch bên ngoài. Người ta sẽ lót gạch tùy cái nhà thôi. Nhà này người ta lót gạch, còn có những cái nhà người ta chỉ lót gỗ. Nghĩa là dựng bức tường bên ngoài. Bức tường bên ngoài là chỉ là tre thôi các bạn. Các bạn để ý này, cái phần gạch này nó đâu có đụng vô cái trần nhà đó không? Nghĩa là nó để tre thôi, bên ngoài là tre. Bên trong là họ sẽ, bây giờ mình sẽ đi cho qua cái nhà khác để coi cái cấu trúc hoàn chỉnh nó sẽ như thế nào. Đây có nhiều nhà lắm, tha hồ mà đi, tha hồ mà coi, không có sợ. Và hôm nay là chủ nhật nữa cho nên không có ai làm hết. Thì cái khu này là khu đô thị mới cho nên rất là nhiều nhà người ta xây. Có khi là họ có một cái công ty họ sẽ xây hết một lượt. Mình chọn những cái màu sơn, những cái trang thiết bị bên trong, rồi mình vô mình ở. Còn có khi thì các bạn sẽ mua đất sẵn, rồi mình sẽ tự mình xây.
vừa coi thử cái nhà này nhé. Đây người ta rào lại nhưng mà mình cứ chui vô bên trong cũng đâu có sao đâu. Thì căn nhà này người ta sẽ xây như thế này. Đầu tiên người ta sẽ xây những cái, người ta sẽ đào đường ống trước, đào đường ống nước và đường ống cống, đi kiếm cái đường ống cống coi. Đây đường ống cống bên này tối quá. Đây là những cái đường ống cống. Họ sẽ xây, họ sẽ đào những đường ống cống trước, rồi sau đó họ mới đặt, sau đó họ mới đổ bê tông, đổ cái nền. Khi mà đổ cái nền lên xong rồi đó, bắt đầu họ mới sử dụng gỗ để họ dựng cái khung. Nhà bên này thì họ không có xây giống như Việt Nam, mà họ chủ yếu là xây bằng gỗ. Thì họ sẽ xây những cái khung gỗ. Bên này một cái nghề mà người ta làm, người ta chuyên để dựng khung gỗ không thôi, là cái nghề carpenter, nghĩa là thợ mộc đó. Thì thợ mộc bên này là chủ yếu là khi mình dựng xong cái nền một cái, là người ta sẽ tùy theo cái thiết kế người ta sẽ dựng. Người ta sẽ mua rất là nhiều gỗ và người ta đóng, người ta dựng thành một cái nhà. Và khi mà xong cái khung như thế này, như các bạn thấy là như xong cái khung như thế này là xong rồi đó. Và khi mà đóng khung người ta sẽ chừa sẵn những cái ô cửa chính. Ví dụ như đây là cửa chính nè, đây là cửa sổ nè, và cửa sổ nè, người ta chừa sẵn. Đây cũng cửa sổ nè, và đây là một dàn cửa sổ người ta để sẵn rồi. Khi nào mà bắt đầu công việc bây giờ là gần như là xong rồi đó. Người ta chỉ gắn những cái cửa sổ vô, cửa sổ cửa chính, rồi sau đó lốt, người ta sẽ install những cái tường người ta gắn insulation. Căn nhà phía bên này là người ta gắn insulation, mà các bạn thấy là căn nhà bên phía bên đó là người ta gắn insulation, nghĩa là những tấm cách nhiệt. Bạn thấy màu bạc bạc bên trong không? Đó là những cái tấm cách nhiệt. Phía bên trần cũng vậy. Nhà này thì chưa có, nhà này người ta chưa có làm. Nhưng mà nhà này á, do cái kết cấu là hai tầng, cho nên họ sẽ gia cố bằng những cái cây, những cái thanh sắt như thế này để nó chịu lực. Xây như thế này thì sẽ nhanh hơn, thay vì là xây theo kiểu nhà Việt Nam. Tại vì nhà Việt Nam của mình á, là mình xây là mình cứ đào móng, xong cái mình dựng cột, xong mình xây gạch. Nó tốn nhiều thời gian lắm và rất là nhiều người xây. Bên này trung bình cái nhà như thế này chỉ cần cao lắm là 4 đến 5 người là đủ rồi. Và chỉ cần 3 tháng thôi là có thể xong được cái căn nhà. Sau khi mà những cái khung này á, thì bên ngoài họ làm cái gì? Bên ngoài họ sẽ lót gạch. Đây ví dụ như căn này, gạch bên ngoài là lớp tre thôi. Bên trong, kết cấu bên trong là khung gỗ. Tùy theo, có người thì người ta không thân thích gỗ, người ta dùng gỗ, người ta không thích gạch, người ta dùng gỗ như thế này. Giá thành nó sẽ rẻ hơn. Rồi bên trong á, cái tường bên trong á là họ sử dụng Ziprock để mà ra mà lấy cái đồ chơi của mình đó. Mà còn cái đứa nào nó qua nó trộm. Phải đi vô sâu bên trong thì mới thấy được nhiều. Vô bên trong đất toàn đất cát không, đâu có đi xe vô được. Đây. Cái căn nhà ở đây á, cái căn nhà này thì bắt đầu là họ xong được cái khung, rồi bắt đầu họ mới cho gạch lên, đặt gạch lên. Gạch mình nó đặc lắm, nó không có như Việt Nam, nó rất là nặng. Đấy, gạch như vậy đây. Và mỗi cục gạch nó rất là nặng, rất là nặng. Thấy là khung gỗ không à? Bây giờ là mình đang ở bên trong nhà nè. Thì cái khúc này là họ đã xây xong cái phần khung. Khúc này họ xây đã xây xong phần khung và họ đã lót gạch bên ngoài. Đây các bạn thấy là khung bên trong là khung gỗ nè.
và họ lót cái cánh cách nhiệt, bên trong họ lót cái cánh tấm cách nhiệt, và bên ngoài là họ sẽ xây gạch để che thôi, chứ thực chất là cái căn cái bức tường gạch này không phải là để chịu cái căn nhà, chịu căn nhà là khung gỗ bên trong đó, chịu căn nhà là khung gỗ bên trong. Rồi bắt đầu do cái khung gỗ nó rỗng như vậy á, cho nên họ mới đi đường ống nước, họ đi đường ống nước. Và đường đây là đường ống điện lạnh đó, và là ống sưởi, tức là khí, tức là mùa đông thì cái nơi này nó sẽ dẫn hơi nóng, và mùa hè thì nó sẽ dẫn hơi lạnh đến tỏa hết tất cả các phòng đó. Thì cái trần là họ làm như vậy, rồi sau đó họ sẽ gắn những cái tấm gyprock và tường thạch cao đó. Bên này là bây giờ là Việt Nam mà nó đã cũng làm rất là nhiều cái tường gyprock. Thì khi với một cái kết cấu như vậy thì nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ làm căn nhà nhẹ hơn, và đặc biệt là xây sẽ nhanh hơn rất là nhiều, thay vì là xây theo cái kiểu cũ. Tất cả những cái phòng này tôi nghĩ là chắc là phòng máy giặt hoặc là phòng giặt hoặc là phòng tắm. Tôi nghĩ là cái này là phòng chắc như là bếp quá, cửa sổ như là chắc cửa sổ bếp này. Đây là phòng giặt này, đây là khúc này là để máy giặt này. Ống màu vàng thì mình cũng đã xây nhà rồi cho nên mình biết. Đây sẽ là toilet, đúng rồi, toilet nó sẽ có hai ống, ống màu đỏ là nước nóng, ống màu đen là nước nước lạnh. Đó, bắt đầu họ chia phòng hết trơn rồi, và chia phòng tất cả bằng gỗ, và chừa sẵn những cái ô. Những ô này bắt đầu họ sẽ gắn cửa. Gắn cửa. Đây mới là nhà bếp. Ủa, hai nhà bếp à? À không, cái này tôi nghĩ là phòng khách quá, bự quá. Thì kết cấu chung của nhà nó là như vậy. Cái này là cửa kéo này. Còn phá qua mấy cổng sập. Thì đó là một cái kết cấu nhà, nó là tương đối nó là như vậy. Thì ở trên là cái trần. Trần này thì người ta lót ngói thôi, tùy theo khách họ muốn lót ngói hay lót mái tôn. Thì đó, tình hình chung nó là như vậy đó. Xây một căn nhà này rất là nhanh. À, căn nhà này phía trên là bắt đầu. Bây giờ các bạn có thấy không? Phía trên là có tầng nha. Tầng trên nữa mà bây giờ người ta chưa có làm cầu thang cho nên mình không có đi lên được trên. Mà đi lên trên mất công, nó sập nó mất công đó. Thì xây một căn nhà như vậy chỉ cần 3 người. Chỉ cần có, từ 3 đến 5 người và xây trong vòng 3 tháng là xong rồi. Nó giống như một cái căn nhà Lego vậy đó. Hầu như là người ta chỉ có ráp thôi, ta sẽ xây, ta ráp lại thành một căn nhà. Lý do mà người ta phải làm như vậy á là tại vì bên này dân số nó ít. Dân số nó ít, không có như Việt Nam. Xây một căn nhà có thể có 10 người, 20 người, xây trong vòng 5-6 tháng mới xong. Bên này thứ nhất là lương rất là cao, mức lương của công nhân rất là cao. Thứ hai là không có dân, không có nhiều. Cho nên nếu mà xây theo kiểu Việt Nam là tốc độ nó sẽ rất chậm. Cho nên người ta xây kiểu này, và đặt ra kiểu này là cái kiểu nhà mà đa phần là người châu Âu người ta xây. Đây là cái kiểu xây truyền thống của châu Âu. Nếu gặp ở qua Mỹ người ta cũng xây kiểu như vậy. Nhà gỗ, khung gỗ, xong rồi gắn gắn tường bằng gạch, hoặc là tường bằng ván gỗ. Hoặc bên này nó có một vật liệu khác nữa, nó gọi là xi măng ép, nó gọi là plasterboard. Bên này người ta hay gọi là blue board, nhưng mà nhìn chung là cái chất liệu của nó là xi măng miếng. Đi coi tiếp những cái căn nhà nó tương đối hoàn chỉnh hơn. Mà đi những căn nhà đó tương đối hoàn chỉnh hơn, hy vọng là mấy cái cánh cửa này người ta không có khóa để mình có thể chui vô bên trong được. Ví dụ như căn này. Căn này là hoàn chỉnh hơn rất là nhiều rồi đó. Đó là bên trong là họ bắt đầu họ lót nền, lót sàn nhà, chơi gạch.
rồi họ chơi gạch và họ gắn kitchen, là gắn nhà bếp. Chủ đứng bên ngoài coi, quay thôi. Giờ thử vô bên trong coi, đột nhập vô bên trong coi xem là được không, có khóa không đây? Khóa, khóa rồi, không vô được. Thì để đi kiếm cái căn nhà nào nó không khóa cửa mình chui vô mình chơi. Thường thôi, giờ đâu có người đâu. Bên này thì đa phần là không có trộm cắp gì nhiều đâu. Chứ kiểu như vậy là ở Việt Nam là tiêu rồi đó. Ở Việt Nam mà nó để hơi rớ như vậy là người ta sẽ chôn. Người ta sẽ chôn hết nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu gì kiểu như sắt thép như vậy là Việt Nam nó hốt về nó bán về chai. Dây điện, dây thép gì để lòng vòng cho đó là mất hết. Khóa hết rồi. Xù quá đi. Không có chỗ nào có sơ hở để mình chui vô mình khám phá. Có cái nhà này là có vẻ xong. Đây là cái căn nhà sau khi mà dựng xong khung gỗ rồi bắt đầu người ta lót cách nhiệt. Đây là những lót cách nhiệt này. Tức là các bạn sẽ thấy bên ngoài là màu xanh chứ bên trong nó là bằng bạc á, để nó cách nhiệt, nó giữ ấm. Tại bên này nó có 4 mùa các bạn. Mà cho dù chỉ cần có một mùa như là mùa nóng, mùa khô như ở Việt Nam thôi cũng đã rất cách nhiệt rồi. Bên này họ sẽ kỹ hơn, kênh này kỹ hơn, nghĩa là cách nhiệt nó có cả những tấm như thế này. Tấm ngứa lắm à. Đó, để cách nhiệt nó dễ dày hơn. Nên là không chỉ có dưới bạc, bạc như vậy không thôi. Có những cái miếng những cách nhiệt nữa đây. Nó lót những cách nhiệt luôn này nè. Đã đi dây điện luôn. Nó lót những cách nhiệt rất là dày. Loại này lại tốt, loại màu hồng là lại tốt. Cỡ như cái canh như vậy là bắt đầu ngày mai là người ta sẽ gắn tường. Tường là họ sử dụng tường thạch cao. Bên này họ gọi là zip rock. Nó nè. Đây. Những tấm tường thạch cao đây. Họ đặt sẵn hết rồi. Tấm nó dài 6 mét, ngang 1.2 mét. Đó thì USG Boro. Đây là cái hãng của Mỹ. Nên là ngay cả Úc họ không sản xuất nữa, phải nhập từ bên Mỹ. Việt Nam mình cũng nhập Boro đó. Cái hiệu Boro mà khi mà về Việt Nam họ phải thiết kế lại. Tại vì thạch cao mà với cái khí hậu của Việt Nam thì nó sẽ bị giống như là nó bị nở, nó bị ẩm, cho nên họ phải thiết kế lại. Đây, nó đây. Nó là tường thạch cao đó. Bên trong nó là thạch cao. Bên ngoài nó là một cái lớp giấy để nó làm khuôn thôi. Nó giữ cái thạch cao bên trong người ta đổ thạch cao vô, xong là bọc giấy bên ngoài. Thì những cái lớp này, những cái bức tường như vậy nó dày khoảng 1 cm. Tùy, có khi người ta sẽ mua. Có những cái loại tường á, nó gọi là fire, against fire hay là cái gì đó quên rồi, tiêu rồi. Mà nói chung là nó chống lửa. Thì cũng là thạch cao thôi, nhưng mà cái chất liệu của nó sẽ trộn thêm cái gì đó để nó khó cháy và nó dày. Tấm nó thường nó dày khoảng 17 mm hay là 30 mm gì đó, như 30 mm là nó chống lửa. Thì những cái nhà nào mà dày dầu hoặc là có những cái khúc tường mà ví dụ như hai căn nhà mình với nhà hàng xóm mà quá gần nhau đó, thì cao sò họ sẽ yêu cầu là mình phải có một cái bức tường như vậy, một cái bức tường để nếu mà có cháy nó xảy ra đó thì nó sẽ không cháy qua nhà hàng xóm đó. Thì người ta cũng sử dụng cái nguyên liệu này thôi, chứ các bạn tưởng tượng một căn nhà cái cấu bên trong là gỗ kiểu này cháy rất là lẹ. Căn này là nó có trần nữa, nó có lầu nữa, cho nên ở trên trên họ sẽ đưa một cái đường nước, nó sẽ là đường nước luôn. Đường nước sẽ dẫn xuống dưới. Đây là cái trần.
cấu trần. Trần họ cũng cách nhiệt, nhưng mà tôi nghĩ là họ sẽ, đây họ sẽ lót những cái tấm, những cái miếng insulation. Bên này tiếng Anh gọi là insulation, cách nhiệt mạnh mẽ hơn. Còn dự nhiên nhà nghèo thì người ta chỉ cần lót những cái, người ta chỉ cần trải những cái tấm bạc, giấy bạc như thế này là đủ rồi, không có cần phải lót. Nhà này thì nó tương đối là nó có tiền chút xíu để lót. Thì insulation này là có rất là nhiều loại. Cái loại này là loại cổ điển rồi, loại cổ truyền. Tức là kết cấu của nó là nó giống như là kiểu giống như là mấy cái vỏ chai ấy, vỏ nhựa đó. Người ta xay, người ta xé nhỏ ra thành sợi, người ta kết lại thành một tấm như vậy. Mình đi tiếp tục rồi mình đi về thôi. Tại vì không có gì chơi hết á. Trời sắp tối rồi. Cái nền nó chưa có dựng khung, cho nên mình sẽ thấy được là vi khô chưa nữa, khô rồi, cứng rồi, bắt đầu lên đó. Người ta sẽ, các bạn sẽ thấy những cái ống này là khoảng cách làm trước cứng quá, bít lại luôn, nó sợ mình bỏ cái gì vô nghẹt cống người ta. Sẽ có một cái nền này. Và từ cái nền này bắt đầu họ mới dựng lên cái khung nhà giống như bên kia. Rồi phía trên là có mái, các bạn thấy mái che hết rồi đó không, mái ngói. Bên này nó còn có cái lý thú là nó gắn mấy cái này nè, mấy cái mùi xanh này nè, mùi xanh này gọi là của mấy cái anh pest control, nó gắn vô là để họ chống mối mốc. Tại vì những cái tấm nhựa như vậy chắc là bên trong nó có thuốc hay có gì đó tôi không biết nữa. Nhìn chung là kỹ thuật xây dựng bên này nó vậy. Còn thật sự nó có chống mối được không thì mình không biết, tại vì có gắn cái tấm nó vô xong rồi đè những cái tấm gỗ lên thì nhìn chung là cũng không thấy, không nghĩ là nó sẽ chống được mối mọc gì đâu. Vô là vô. Cho nên gỗ bên này á là đa phần là gỗ của bên New Zealand với lại bên Mỹ, nó gọi là gỗ Oregon, chứ Úc này không có sản xuất. Mình không rõ tại sao, không biết là người ta bảo vệ môi trường hay là do không có loại gỗ này, mà chủ yếu là gỗ bên này là họ nhập hết, gỗ xây nhà là họ nhập hết, chủ yếu là bên Canada, New Zealand hoặc là Mỹ, thì New Zealand là rẻ nhất. Cuối cùng thì vẫn như mọi khi, nếu bạn nào thấy clip của Chi hay thì hãy share cho các bạn khác cùng xem. Nếu chưa follow thì hãy follow, nhấn nút subscribe trên YouTube hay là follow trên Facebook để không bỏ lỡ các video clip tiếp theo. Từ giờ Chi sẽ post đều đặn vào mỗi thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Hẹn gặp lại các bạn.